Phần ngữ pháp grammar của chương 5 ở trang 78 nói về la fréquence. La fréquence dịch ra tiếng Việt là tần suất. Tần suất có nghĩa là một cái tính chất của một cái sự việc gì nó lặp đi lặp lại hay nó xảy ra trong cái quãng thời gian nào nhất định, hoặc là có thể nói là số lần. Và câu số 1, các bạn hãy quan sát những câu sau đây. Ở bên dưới chúng ta có 5 câu. Les mots soulignés donnent une information sur le lieu. Le là répétition. Các cái chữ mà người ta gạch dưới ở trong các câu này thì đưa ra một cái thông tin gì về nơi chốn, hoặc là về giờ giấc, hay là về cái sự lặp đi lặp lại. Và bây giờ chúng ta hãy coi 5 câu này. 5 câu này được trích ra từ CD mà chúng ta coi ở bài trước. Đó là CD số 48, số 50. Câu thứ nhất, Fred va souvent chercher les enfants à l'école. Cô vợ cô ta nói là anh Fred, là chồng cô ta, thường xuyên đi đón con cái ở trường học. Và người ta gạch dưới chữ souvent. Câu B, on fait le cours ensemble tous les week-ends. Ông đây là hai vợ chồng. Chúng tôi cùng nhau đi chợ vào tất cả các ngày cuối tuần. Câu C, on ne repasse jamais. Ở trong gia đình của Fred và Andy thì chúng tôi không bao giờ ủi quần áo hết. Câu D, Paul lit tout le temps. Il a toujours un livre dans les mains. Paul là một trong ba người chung sống với nhau. Thì anh Paul này luôn luôn thường xuyên đọc sách. Lúc nào anh ta cũng có một cuốn sách ở trong tay. Và câu cuối, je cours de temps en temps. Thỉnh thoảng tôi chạy bộ. Như vậy chúng ta thấy các cái từ mà gạch dưới này, nó không thể chỉ nơi chốn. Nó cũng không chỉ giờ, mặc dù có những cái từ nó chỉ giờ. Chẳng hạn chúng ta thấy chữ temps này, chúng ta thấy chữ temps này, chúng ta thấy danh từ ngày cuối tuần này, nhưng mà nó không chỉ cái thời gian, nhưng mà nó chỉ cái sự lặp đi lặp lại. Ông này thường xuyên đi đón con, tức là nay đi mai đi, rất thường xuyên đi đón con. Cô B cũng như vậy, tất cả các ngày cuối tuần thì chúng tôi đi chợ cùng với nhau. Như vậy cuối tuần tuần này đi, cuối tuần tuần sau cũng đi, và các cuối tuần như vậy đều đi. Đó là sự lặp đi lặp lại. Cô C, on ne repasse jamais. Không bao giờ ủi quần áo, như vậy là cũng gần như là nói lên một cái sự lặp đi lặp lại, nó bằng không, không bao giờ cả. Câu D, anh này thường xuyên tout temps là hoài hoài và luôn luôn đọc sách, lúc nào cũng có sách ở trong tay, như vậy nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ở trong tay lúc nào cũng có một quyển sách. Và câu E, tôi thỉnh thoảng chạy bộ, thỉnh thoảng tức là cũng lặp đi lặp lại nhưng mà không có thường xuyên. Vậy chúng ta thấy tất cả những chữ gạch dưới này nó nói lên một cái khái niệm là la répétition. Như vậy chúng ta coi cái định nghĩa. Les expressions indiquent la fréquence d'une action. Những chữ mà gạch dưới bên trên này, nó chỉ ra cái tần suất của một hành động. En général, elles se placent après le verbe. Nói chung, các cái từ chỉ tần suất đứng sau động từ. Chúng ta thấy chữ souvent này, nó đứng sau động từ aller. À, chúng ta thấy động từ aller đi trước này. Rồi chữ tous les week-ends đứng sau động từ faire les courses. Chữ jamais đứng sau động từ repasser. Tout temps đứng sau động từ lire. Toujours đứng sau động từ avoir. Và de temps en temps đứng sau động từ courir. Như vậy người ta có một nhận xét là en général, nói chung các cái biểu thức chỉ về tần suất thì đứng sau động từ. Tuy nhiên có một cái nhận xét như sau. On utilise jamais seulement à la forme négative. Người ta chỉ dùng chữ jamais. Jamais cũng là một từ chỉ về sự tần suất, nhưng mà cái từ này chỉ dùng ở thể phủ định, không bao giờ dùng ở thể khẳng định cả, bởi vì không bao giờ. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói là anh ấy không bao giờ đi chơi buổi tối. Il ne sort jamais. Vậy chúng ta thấy jamais nó đi với cái biểu thức là ne, ne jamais là không bao giờ. Số 2. Bài tập số 2, placez jamais et toujours sur la flèche. Đây là cái đường biểu diễn thời gian. Cái mũi tên là đường biểu diễn thời gian. Trên cái đường biểu diễn thời gian này chúng ta thấy có nhiều cái biểu thức nói về tần suất. De temps en temps là thỉnh thoảng, souvent là thường xuyên, tous les week-ends là tất cả mọi ngày cuối tuần, tout le temps hoài hoài. Và bây giờ người ta yêu cầu chúng ta điền chữ jamais và toujours trên cái đường biểu diễn thời gian này như thế nào. Thì chúng ta thấy là cái tần suất nó tăng dần, thỉnh thoảng, rồi thường xuyên, rồi tất cả mọi ngày cuối tuần và hoài hoài.
Như vậy cái tần suất nó tăng dần từ lơi cho tới tới cái chỗ mà đi thường xuyên. Như vậy chúng ta thấy có thể điền chữ jamais là ở ngay. Bởi vì chúng ta thấy các cái tần suất ở trong cái đường biểu diễn thời gian này nó đi từ ít cho tới nhiều, thì chúng ta có thể để chữ jamais ở ngay đầu. Jamais là không bao giờ. Không bao giờ rồi đi dần dần tới cái chỗ thỉnh thoảng, rồi đi tới chữ souvent là thường xuyên, rồi đi tới tous les week-ends nhiều hơn nữa là tất cả mọi cuối tuần, rồi đi tới cái biểu thức về nhiều hơn nữa tout temps là hoài hoài, và sau cùng chúng ta thấy có chữ toujours, toujours là luôn luôn. Và chúng ta có thể điền điền ở chữ toujours ở cuối cùng. Jamais, không bao giờ, de temps en temps, thỉnh thoảng, souvent, thường xuyên, tous les week-ends, tất cả mọi ngày cuối tuần, tout temps là hoài hoài, và toujours là luôn luôn. Ở trong bài tập kế tiếp, bài tập số 3, các bạn hãy đặt các cái yếu tố ở trong các câu sau đây theo như trật tự. Câu A, chúng ta có các yếu tố này và chúng ta thấy là trước tiên chúng ta phải tìm ra cái động từ là déjeuner là ăn trưa, động từ thì phải có chủ ngữ tuy déjeuner, rồi chúng ta thấy một cái biểu thức nói về tần suất tuy déjeuner de temps en temps avec tes clients, và chúng ta có thể viết cái câu này theo cái trật tự như sau: bạn thường xuyên ăn cơm với khách hàng của bạn phải không? Tuy déjeuner. De temps en temps avec tes clients, client là khách hàng, chấm hỏi. Bạn thường xuyên ăn cơm trưa với khách hàng của bạn phải không? Câu B, động từ là phone, như vậy chủ từ nó phải số nhiều. En phone la vaisselle tous les soirs, cô ta tối nào cũng làm việc là rửa chén bát. En phone la vaisselle tous les soirs, và chúng ta có thể ghi ra đây. Câu C, jamais là không bao giờ, jamais thì phải đi với ne. Chủ ngữ của nó, đây là động từ arriver, chủ ngữ là il. Il n'arrive jamais au travail à l'heure. Và chúng ta có thể điền cái câu này theo trật tự như sau: anh ấy không bao giờ đi làm đúng giờ cả. Thì tới chỗ đó, il n'arrive jamais à l'heure au travail. Ne jamais là không bao giờ, à l'heure là đúng giờ, au travail là tới chỗ làm. À l'heure là đúng giờ và au travail chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau. Chúng ta có thể nói một cách khác là il n'arrive jamais au travail à l'heure cũng được. Và câu C, câu D, in douche, in prendre toujours une douche au réveil. Chúng ta phải tìm ra cái động từ là prendre và chủ ngữ của nó là il, và đi theo nó là biểu thức về tần suất toujours. Lấy cái gì, dùng cái gì, đây là dùng một cái tắm tắm vòi sen, tức là đi tắm vòi sen. In prend toujours, in prend toujours une douche au réveil. Réveil là danh từ của động từ réveiller, sau réveiller là thức dậy. Khi thức dậy thì anh ta luôn luôn tắm vòi sen cho nó mát. Và chúng ta thấy là các cái câu này chúng ta đã điền theo trật tự và chúng ta đọc lại. Câu A, tu déjeunes de temps en temps avec tes clients. Câu hỏi thì chúng ta lên giọng. Câu số 2, en font la vaisselle tous les soirs. Và chúng ta đưa nó ra đây. En font la vaisselle tous les soirs. Anh ta không bao giờ đi làm đúng giờ cả. Il n'arrive jamais à l'heure au travail. Và câu cuối, il prend toujours une douche au réveil. Và bây giờ chúng ta hãy làm bài tập ở trang 44 của sách bài tập. Bài tập này
đã ôn lại cái phần ngữ pháp chúng ta coi ở trang 78 của sách giáo khoa. Bài tập số 3, Quelles activités est-ce que Lucie fait? Chị Lucie làm những cái hoạt động gì? Écoutez, écoutez. Chúng ta hãy nghe CD số 31, rồi chúng ta cochez đánh vào các cái hoạt động của chị Lucie theo các cái biểu thức về tần suất như thế này. Và chúng ta hãy nghe CD số 31. Unité 5. C'est quoi le programme? Page 44. Grammaire. La fréquence. Activité 3. Salut. Moi, c'est Benoît. Bonjour, Benoît. Je m'appelle Lucie. Quelles sont tes activités, Lucie? Alors, j'écoute toujours de la musique. Du jazz. De temps en temps, je lis des romans. Je ne regarde jamais la télé. Et puis, de temps en temps, je fais le ménage. Et tu fais du sport? Oui, je vais souvent à la piscine. Et tu jardines? Non, jamais. Je n'ai pas de jardin. J'habite dans un appartement. Chúng ta vừa nghe CD và đây là nội dung của cái CD đó. Anh Benoit, anh ấy chào và anh tự giới thiệu. Salut, moi, c'est Benoit. Chào bạn, tôi tên là Benoit. Thì chị Lucy, chị chào lại là Bonjour Benoit. Chào Benoit, je m'appelle Lucy. Tôi tên là Lucy. Benoit hỏi, quelles sont tes activités, Lucy? Lucy ơi, các cái hoạt động của bạn là cái gì? Lucy trả lời, alors, cô ta suy nghĩ một chút, rồi cô ta nói tiếp, j'écoute toujours de la musique, le jazz, tôi luôn luôn nghe nhạc, và nghe nhạc jazz. De temps en temps, je lis des romans, thỉnh thoảng tôi đọc sách và tôi đọc các cái cuốn tiểu thuyết. Je ne regarde jamais la télévision, tôi không bao giờ coi tivi cả. Et puis de temps en temps, je fais le ménage. Chữ ben là người ta đệm vào thôi. Cái cách nói của hai người nói với chuyện nào với thỉnh thoảng họ họ đệm vào một chút. Thỉnh thoảng thì tôi có làm nội trợ. Benoit hỏi tiếp, Et tu fais du sport? Bạn có chơi thể thao không? Lucy trả lời, Oui, je vais souvent à la piscine. Tôi thường xuyên đi hồ bơi. Benoit hỏi tiếp, Et tu jardines? Động từ jardiner là làm vườn. Lucy trả lời là non jamais, không bao giờ cả. Je n'ai pas de jardin, tôi không có vườn. J'habite dans un appartement, bởi vì tôi ở trong một căn hộ. Và chúng ta thấy đây là các cái chữ mà chúng ta cần điền vào như này. Chị Lucy trả lời về các cái hoạt động của chị ta như thế này này. Nghe nhạc thì chị ta luôn luôn nghe. Đọc sách thì chị ta thỉnh thoảng. TV thì không bao giờ cả. Làm nội trợ thì thỉnh thoảng. Thể thao thì chị ta cũng đi thường xuyên đi bơi. Còn làm vườn thì không bao giờ. Và chúng ta điền các cái biểu thức về tần số này vào trong cái bảng của bài bài tập. Chúng ta đã cochez, tức là chúng ta đã đánh dấu X vào trong các cái ô như thế này. Và cái hoạt động thứ nhất, écouter de la musique, thì chị Lucy chỉ nói là J'écoute toujours de la musique, le jazz, tôi luôn luôn nghe nhạc và nghe nhạc jazz. Lire thì chị ta nói là je lis de temps en temps, thỉnh thoảng tôi đọc sách và tôi đọc des romans, đọc sách tiểu thuyết. Regarder la télé, xem TV thì chị ta nói là je ne regarde jamais la télévision. Faire le ménage thì chị ta nói là de temps en temps, je fais le ménage, thỉnh thoảng. Faire du sport thì chị ta nói là je vais souvent à la piscine, đi ra hồ bơi là để bơi, tức là tập thể thao, thì là souvent. Rồi Bruno hỏi chị có làm vườn không? Jamais. Je n'ai pas de jardin. J'habite dans un appartement. Tôi không bao giờ làm vườn hết. Jamais. Bởi vì tôi không có vườn. Tôi cư ngụ ở trong một căn hộ. Và bây giờ chúng ta nghe lại cái CD chúng ta vừa mới điền. Unité 5. C'est quoi le programme? Page 44. Grammaire. La fréquence. Activité 3. Salut. Salut. Moi, c'est Benoît. Benoît. Bonjour, Bonjour Benoît. Benoît. Je m'appelle Lucie.
Quelles sont tes activités, Lucie? Alors, j'écoute toujours de la musique, j'écoute du jazz. Toujours. De temps en temps, je lis. De temps en temps, je lis. Je ne regarde jamais la télé. Je ne regarde jamais la télé. De temps en temps, je fais le ménage. De temps en temps. Et tu fais du sport? Oui, je vais souvent à la piscine. Et souvent. Tu jardines? Non, jamais. Je n'ai pas de jardin. J'habite dans un appartement. Jamais. Je n'ai pas de jardin. J'habite dans un appartement. Tôi không bao giờ làm vườn cả bởi vì tôi không có vườn. Tôi cư ngụ ở trong một căn hộ. Và đây cũng là một bài tập về tần suất. Répondez aux questions. Các bạn hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Chúng ta có 5 câu hỏi. Utiliser, các bạn hãy sử dụng. Chữ jamais là không bao giờ. De temps en temps là thỉnh thoảng. Souvent là thường xuyên. Và toujours là luôn luôn. Như vậy chúng ta dựa vào các cái câu hỏi. Nếu oui thì chúng ta trả lời theo cái ý nghĩa là có. Non thì theo ý nghĩa là không bao giờ. Câu hỏi thứ nhất. À, đây là câu ví dụ này. Tu fais du sport? Bạn có chơi thể thao không? Oui, je fais du sport de temps en temps. Tôi thỉnh thoảng chơi thể thao. Câu A. Vous regardez la télévision? Thì chúng ta có thể trả lời là oui, je regarde souvent cũng được. Je regarde souvent la télévision. Bởi vì chúng ta thấy người ta đã cho chữ oui, thì chúng ta có thể trả lời là souvent. Oui, je regarde souvent la télévision. Câu hỏi kế tiếp là trả lời là không này. En passe l'aspirateur. Passer l'aspirateur là đẩy cái máy hút bụi đi khắp nhà cho nó hút bụi. Đây non. Thì chúng ta trả lời là non. Các chị ấy. Elle ne passe jamais l'aspirateur. Các chị ấy không bao giờ hút bụi cho trong nhà cả. Max va au cinéma. Oui, anh Max có đi ciné không? Thì chúng ta có thể dùng một cái chữ khác. Anh ta thỉnh thoảng đi ciné, de temps en temps. Oui, il va de temps en temps au cinéma. Thỉnh thoảng anh ta có đi cinéma. Câu kế tiếp. Vous faites le ménage. Oui, bạn có hay làm nội trợ không? Việc nội trợ thì chúng ta phải làm rất là thường xuyên. Thì oui, je fais souvent le ménage. Tôi thường xuyên làm nội trợ. Và câu cuối thì là trả lời phủ định. Bạn có nấu bếp không? Thì chúng ta không hề nấu bếp bởi vì chúng ta không có giờ hoặc là không biết nấu bếp. Thì trả lời là non. Je ne cuisine jamais. Và chúng ta đã điền các cái biểu thức về tần suất như sau. Vous regardez la télévision? Oui, je regarde souvent la télévision. Chúng ta có thể đổi cũng được. Je regarde de temps en temps cũng được. Hay là toujours cũng được. Elle passe l'aspirateur? Non. Non thì chỉ có thể đi với jamais thôi. Non, elle ne passe jamais l'aspirateur. Max va au cinéma? Oui, il va de temps en temps au cinéma. Chúng ta có thể dùng biểu thức khác, chẳng hạn như souvent hoặc là toujours cũng được. Vous faites le ménage? Bạn có làm nội trợ không? Oui, je fais souvent. Souvent là thường xuyên. Chúng ta cũng có thể dùng de temps en temps hay toujours cũng được. Nhưng mà câu cuối trả lời là phủ định. Tu cuisines? Non. Non thì bắt buộc phải dùng jamais. Je ne cuisine jamais.